quá tuyệt vời đúng không? Tại sao em lại chỉ tặng nó một đúng đá thôi vậy? Nếu như có nó sớm nãy giờ, tụi em đã giải quyết được tất cả các vấn đề rất là nhanh rồi. Cái máy lóc hành lóc này rất là tuyệt. Tại sao chỉ mỗi gia đình anh Trung có? Vợ anh cũng muốn có nó, phải không bà xã? Phải thôi. Mẹ em cũng muốn có nó. Ok, rồi ai cũng có. Nhưng để làm sao có, đó là bí mật.